Rồi, ok, chào mọi người quay trở lại kênh của em nha. Thì hôm nay cuối tuần lại lên được một video giới thiệu một số mẫu điện thoại bên em mới về nha mọi người. Thì bên em thì chuyên mua bán trao đổi điện thoại cũ mới vừa có nha mọi người. Thì máy mới thì thường em ít hơn, là máy cũ thì giá nó sẽ tốt hơn máy mới. Thì đây là số điện thoại mua hàng bên em. Nếu anh chị có nhu cầu mua hàng hoặc cần tư vấn gì, mình vui lòng gọi trực tiếp số điện thoại giúp bên em ha. Thì đây là kênh YouTube của em. Đây, mọi người vô YouTube ha. Kênh YouTube của em đây. Thì có tất cả các video em đăng trên đây đều là có đầy đủ thông tin trong phần mô tả video nha mọi người. Mọi người bấm thêm vô phần mô tả video thì có tất cả các thông tin bên em ha. Đều có địa chỉ cửa hàng, chính sách mua hàng, chính sách bảo hành, hình thức đặt cọc đầy đủ trong đây ha. Thì bên em bán là có bán trực tiếp tại cửa hàng và có ship hàng toàn quốc nha mọi người. Hình thức ship hàng thì mọi người đặt cọc trước với em từ 100 tới 200 ngàn. Tiền cọc sẽ trừ trực tiếp vào tiền máy và giá máy em báo ra đã bao gồm phí ship. Và không bao gồm cắp sạc, máy nào có thêm cắp sạc em sẽ báo ha. Thì cần gì cứ gọi trực tiếp cho bên em cho dễ nha mọi người. Rồi hôm nay em về được một lô nè. Đợt này nhiều lắm mọi người. Tại hàng này đợt này bên kho á, anh lý ra nhiều á. Cái này là Honor Huawei Honor Play 5T, em bữa em cũng có giới thiệu mấy lần rồi ha. Thì hôm nay em về được số lượng lớn nha mọi người. Nói chung là mấy con này là giá trung bình, cấu hình cao, được cái pin trâu, full chức năng. Thì bị cái là nó không CH Play thôi. Mặc định của nó là không có CH Play rồi nha quý vị. Mặc định của nó là không có CH Play rồi. Thì mình cài ứng dụng bằng cách nào thì đã cài được cái ứng dụng qua APK này nha mọi người. Khi mọi người muốn cài ứng dụng thì vô đây cài, nó cũng giống như CH Play thôi, mình không có cần nhập tài khoản gì hết trơn á, nó cứ đầy đủ ứng dụng trong đây luôn nè. Nó mấy ứng dụng ở Việt Nam mình xài là nó vẫn xài bình thường. Thì con này được cái cấu hình nó cao mọi người, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, pin của con này là 5000, camera sau của nó là 48 chấm, camera trước của nó là 16 chấm, pin 5000 nè, có nhận diện vân tay phía sau nè, có nhận diện khuôn mặt phía trước nè, đầy đủ ha mọi người. Màn hình 6,5 inch lớn luôn, pin 5000, cổng sạc Type-C đời mới. Nói chung là tại cái con này là nó của thương hiệu Huawei nên nó bị thằng Mỹ nó cấm cài cái dịch vụ Google mọi người. Nhưng mà mình cài fake thì mình vẫn xài bình thường ha. Facebook, Zalo, YouTube mình vẫn xài bình thường. Thì Facebook thực tế ra nó cũng là ứng dụng của Mỹ thôi, nhưng mà mình vẫn cài trên đây mình xài bình thường. Nhập tài khoản vô xài Vivo. Đây, Messenger thì khỏi phải nói rồi. Nói chung mấy cái này, còn Zalo ứng dụng của Việt Nam mình đâu cấm đâu. YouTube mình vẫn xài bình thường. YouTube này là không có quảng cáo luôn, mọi người xem là không có quảng cáo luôn. Nó không có, khi mà mình xài mình tắt màn hình nó vẫn có tiếng luôn mọi người. Đó. Cái này nó xài ok hơn là cái bản YouTube của Google chính thống nha. Tại vì YouTube Google chính thống mọi người phải bỏ tiền mới xài được. Còn này là xài bình thường. TikTok đồ đầy đủ hết, full chức năng hết. Không có CH Play. Khi mọi người muốn cài thì mọi người vô đây cài. Đó. Cài là ok. Đó, đây em cài. Em có một số ứng dụng rồi. Em đã cài một số ứng dụng trình duyệt web rồi nè. Google Maps rồi cũng xài bình thường. Nói chung là tại vì mình không có cài thông qua cái CH Play rồi thôi. Còn mình xài là mình vẫn cài qua ứng dụng này bình thường. Vẫn cài qua cái trình, cái dạng này là cái một cái bên thứ ba. Đó, còn lại full chức năng. Vẫn hai sim, vẫn thẻ nhớ đầy đủ nha mọi người. Con này số lượng lớn. Nói chung anh chị muốn mua bao nhiêu cây cũng có. Đó. Thì giá em bán vẫn như cũ luôn, 1.550.000 bao ship toàn quốc cho mọi người ha. Con này em bán giá mấy trần thôi, không có cắp sạc gì hết trơn á, mấy trần. Cổng sạc Type-C, có sạc nhanh, pin 5000, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB nha mọi người. Rồi, tiếp theo còn mấy cây em giới thiệu cho mọi người ha. Cây này là Vivo Y15S. Y15S mã chính hãng, 2 sim, ngoại hình đẹp 97-98%. Màn hình sáng đẹp không ám, máy full chức năng, nhận diện vân tay, khuôn mặt đầy đủ, 6.5 inch, RAM 3GB, 32GB, pin 5000, hai camera sau 13 chấm. Camera trước của nó là 8 chấm, màn hình zin, sáng đẹp không ám mố, máy full chức năng. Giá em bán là 1.250.000 bao ship đây. Full chức năng hết chưa? Loa liếc là ok. Phần mềm thì em muốn cài đặt một số ứng dụng cơ bản cho mọi người rồi ha. Mấy con này máy chính hãng thì không có lo CH Play. Đó. Thì máy chính hãng thì mình xài nó dễ hơn. Còn cái kia thì mình xài qua bên thứ ba thôi. CH Play vẫn bình thường. Con này xài CH Play bình thường, đăng nhập tài khoản xài bình thường. 1.250.000 bao ship toàn quốc cho mọi người. Vivo Y15S nha. Y15S máy full chức năng. Rồi bên em còn mấy cây nè, Samsung A03s xả luôn nè. Samsung Galaxy A03s main zin, màn hình zin, ngoại hình 98%. Ở đây nó có phải xíu nè. Đó, quay kỹ cho mọi người ha. Đó, khung viền là không cứng móp nha. Đó, vỏ tương còn tương đối đẹp, nhận diện vân tay, nhận diện khuôn mặt đầy đủ. A03s
thì con này nó chỉ có một cấu hình thôi, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, pin 5000, 3 camera sau 13 chấm, camera trước của nó 8 chấm, màn hình con này là 6.5 inch. Đó, màn hình cũng là màn hình zin, sáng, đẹp, không ám, dán cường lực sẵn hết rồi. Đó, TikTok, Facebook, Zalo, YouTube đầy đủ cho mọi người ha. Đây, camera sau, camera trước, góc thường nè, góc rộng nè, full chức năng, cũng hai sim thẻ nhớ đầy đủ. Mấy con này là mã chính hãng, bán tại thị trường Việt Nam hết nha. Mình về mình lắp sim vô xài bình thường, không phải máy lóc mà máy xách tay, máy là xách tay thì báo. Đây, la liếc là ok. Giá bán là 1.450.000 bao ship toàn quốc, thì mấy con này chính hãng nè. Còn con này là máy xách tay nè, máy này máy xách tay, nó máy xách tay. Xách tay thường thường cấu hình nó sẽ cao hơn. Đó. Rồi con này chính hãng nè, con này là Samsung A04. Con này nó cũng giống như con bữa luôn, màu cũng y chang luôn, nhưng mà con này ngoại hình cỡ 97% thôi, không có đẹp bằng con kia. Đó, có sao báo vậy nha. Con này cỡ 97% thôi. Samsung Galaxy A04 cũng main zin, màn hình zin, cũng cấu hình một cấu hình một luôn. RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, pin 5000, camera sau 50 chấm, camera trước của nó là 5 chấm. Màn hình 6.5 inch, màn hình giọt nước A04. Đó, thì con này em bán giá là 1.500.000 bao ship toàn quốc cho mọi người. Tại con này mua rẻ, con này tại ngoại hình không được đẹp như con kia nên mua rẻ bán rẻ thôi. 1.500.000 bao ship, full chức năng, hai sim thẻ nhớ đầy đủ, reset ghi to thoải mái. Con này không có dính tài khoản gì hết nha mọi người. Đây, 4GB, 64GB. Âm thanh nè. Đây, trời mưa em cố gắng em nói lớn mọi người nghe giúp em nha. Tại bên em bữa giờ mưa quá. Đây. Đó, hai sim thẻ nhớ đầy đủ. A04 1.500.000. Thì 1.500.000 là cũng bao ship cho mọi người nha, bao ship toàn quốc cho mọi người, nhưng mà máy trần thôi, dán cường lực sẵn, không có cáp sạc, ngoại hình cỡ 97%, không có đẹp bằng cây kia bữa đẹp xuất sắc luôn. Rồi tiếp theo cây này bán hành lý luôn nè, Redmi Note 11 RAM 4 128, 1.600.000, màn hình AMOLED đẹp keng không ám mốn. Đó, 1.600.000 nha, con này là không có phích nữa nha mọi người. Đó, giá 1.600.000 bao ship thôi, RAM 4GB, 128GB, 680. Con này là màn AMOLED 90Hz nè, màn hình 6.43 inch, camera 50 chấm, pin 5000, loa kép nè. Con này em bán cho mọi người giao bao test thôi nha, không bảo hành nha mọi người. Giao tới mọi người kiểm tra ok thì lấy, còn không ok thôi trả về em nha, bên em không bảo hành nha. Đó, tại hành lý giá lỗ rồi. Tại màn hình nó có hơi mờ mờ xíu nè mọi người. Đó, mình vuốt nó hơi mờ mờ xíu. Đó, có sao báo vậy nha, cũng màn hình 90Hz mà con này nó lỗi phần mềm hay sao không biết, nó cũng 90Hz luôn. Đó, còn lại là ok, màn hình sáng đẹp không ám. Redmi Note 11 4G, Redmi Note 11 4G đúng rồi. RAM 4GB 128GB nha. Con này bản 128 nha mọi người. Con này nó có sẽ thêm bản RAM 4, 64. Con này là 128GB. Loa liếc ok, hai sim thẻ nhớ đầy đủ, hai loa trên dưới luôn nha. Bán thanh lý cho mọi người máy trần, giá là 1.600.000 bao ship. Con này là bán bao test thôi. Đó, loa liếc ok, full chức năng hết. Có sao báo vậy cho dễ. Thì con này nhập xong rồi bán lỗ luôn, 1.600.000 bao ship. Rồi tiếp theo còn mấy cây này, đây là Samsung A70, máy đẹp keng 99%, hình như còn cái siêu luôn hay sao, con này máy tổng kho hay sao em không biết. A70 nha, RAM 6GB 128GB, máy đẹp keng 98-99% luôn á. RAM 6GB 128GB nè, Samsung A70 màn hình AMOLED vân tay trong màn hình, máy chính hãng Việt Nam, hai sim thẻ nhớ đầy đủ, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, chip Snapdragon 675, Super AMOLED 6.7 inch Full HD vân tay trong màn hình, 3 camera sau 32 chấm, pin 4500, camera trước 32 chấm, máy full chức năng. Đây, hai sim thẻ nhớ đầy đủ, TikTok, Facebook, Zalo, YouTube, nhận diện vân tay, nhận diện khuôn mặt, nhận diện đầy đủ nha quý vị. Đây, TikTok, Facebook, Zalo, YouTube đầy đủ, la liếc là ok luôn. Hai sim thẻ đầy đủ, tặng kèm cho mọi người đầy đủ ốp lưng, dán cường lực, bao ship ha. Thì con này bán cho mọi người giá là 1.990.000, đầy đủ phụ kiện ốp lưng, dán cường lực, bao ship. Thì thường thường máy em bán ra thì không có tặng kèm cáp sạc nha, cây nào có thì em báo thêm thôi. Giờ tiếp theo con này 1990, cây này cũng thanh lý 1990 luôn nè. Con này là Redmi 10, máy đầy đủ phụ kiện ốp lưng, dán cường lực, bao ship, máy zin, men zin, màn zin, vỏ zin, ngoại hình cỡ 98%, Redmi 10 nha, ốp lưng dán cường lực đầy đủ. Con này dán cường lực rồi nè, con này em đang lắp sim vô xài luôn nè, cái lắp sim được 2 ngày rồi đó. Con này là Redmi 10, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, màn hình 6.5 inch, tần số quét 90Hz, chip G88, pin 5000, camera 50 chấm, camera trước của nó là 8 chấm.
Redmi 10, cũng hai loa trên dưới luôn. Con này thì bán có bảo hành cho mọi người đầy đủ cho mọi người ha. Còn cây nào bán thanh lý thì bảo hành bao test, bao kiểm tra thôi. Đó. Con này là màn hình sáng đẹp không ám. Con này là không lỗi nè. Đó, màn hình sáng đẹp keng. Redmi 10 thì tặng cho mọi người thêm ốp lưng nữa. Ốp lưng này hơi bị dữ nha. Ốp lưng này chọi chó, chó chết nha. Xong rồi điện thoại vẫn hư nha. Chọi chó nhưng mà điện thoại nó vẫn hư. Redmi 10 1.990.000 luôn, bao ship cho mọi người ha. Rồi tiếp theo con này là Samsung Galaxy A51, máy cũng đẹp cả 97-98%. A51 97-98%, hai sim thẻ nhớ đầy đủ, máy full chức năng, cũng là màn hình AMOLED vân tay trong màn hình luôn, nhưng mà con này là máy Menzin, màn hình zin hãng nha mọi người. Nhưng mà tình trạng con này là báo rõ nha, đang bị cái thêm vân tay không được nha, báo cho mọi người. Này, khi mình bấm vô cái sinh chắc học nè, mình thêm vân tay vô nó kêu liên hệ dịch vụ khách hàng để được trợ giúp nè, mình không có thêm được vân tay. Còn nhận diện khuôn mặt thì mình vẫn thêm bình thường. Nó bị phần mềm á mọi người. Con này hình như cập nhật lên phần mềm cũng hơi cao rồi. Lên 13 rồi, cập nhật lên 13 rồi. Lâu lâu nó mấy con bị lỗi phần mềm nha mọi người. Nó hơi khó chịu xíu. Samsung Galaxy A51 màn hình AMOLED vân tay trong màn hình, nhưng mà đang bị lỗi không thêm được. Bán cho mọi người giá là 1.800.000, màn hình đẹp keng không ám mố nha. Bao mọi người là màn hình mình zin nha. Anh chị nào coi trên TikTok xong hỏi A51 tao bán có 700-800.000 thôi. Nếu mọi người mua được thì mọi người cứ liên hệ em chỉ em mua nha. Chứ thực tế ra những cái đó là câu view thôi, còn em bán cho mọi người được. Có sao em báo vậy, quay cho mọi người, giao đúng hàng cho mọi người ha. RAM 6 128, camera 48 chấm, pin 4000, camera trước 32 chấm. Ngoại trừ không thêm được vân tay. Con này nếu mà mọi người liên hệ được chăm sóc khách hàng của hãng mà họ cân chỉnh được cái vân tay thì vẫn xài bình thường. Còn em báo ra là bán ra là báo rõ cho mọi người là không thêm được vân tay, là không thêm luôn, vậy cho rồi cho dễ ha. Tại em bán có 1.800.000 thôi. A51 nếu mà máy full người ta bán cũng 2.500.000-2.600.000. Em bán cho mọi người 1.800.000, bao ship cho mọi người toàn quốc, tặng kèm ốp lưng, dán cường lực. Đó, không có cáp sạc. A51 giá là 1.800.000 nè. Rồi hôm nay có mấy cây Apple giá rẻ nè, quay cho mọi người luôn nè. Con này là A53 máy full nè, bữa bán 1.290.000 máy dởm nha, máy cứng. Còn này máy full nè, 1.600.000 Oppo A53 máy chính hãng, ngoại hình còn đẹp cỡ 97-98%, khung viền không cứng móp, không chạy xước. Đó, mặt lưng sau cỡ 98%, màn hình zin đẹp keng không ám. Con này cũng tần số quét màn hình 90Hz nè. RAM 4GB 128GB Snapdragon 460, màn hình 6.5 inch, màn hình đục lỗ nè, camera 13 chấm, camera trước của nó là 16 chấm. Nhận diện vân tay, nhận diện khuôn mặt đầy đủ cho mọi người ha. Đây, hai sim thẻ nhớ đầy đủ. Con này là mã chính hãng nha quý vị. Con này là mã chính hãng Việt Nam thì nó sẽ có bộ nhớ trong là 128GB. Sách tay hôm bữa em bán cũng là 4 nhưng mà nó chỉ có 64 thôi. Thì con này là máy đã qua sử dụng thì em bán cho mọi người giá là 1.600.000, máy trần bao ship toàn quốc, không có ốp lưng. Mặc định là cường lực em dán sẵn nha, mọi người cứ yên tâm cái vụ cường lực nha, ốp lưng thì không có thôi. Còn cường lực thì có con, có đảm bảo 100% là có. Đó. Lo liếc là ok. Thì con này em đang bán là 1.600.000, bao ship cho mọi người toàn quốc nè. A53, máy chính hãng, màn hình lành, không cứng, không móp, máy full chức năng. Rồi tiếp theo Oppo A55, máy cũng cỡ 97-98%, mặt lưng sau cỡ 97% thôi. Đó, viền không cứng móp, vân tay, khuôn mặt đầy đủ. Oppo A55, máy chính hãng, full chức năng, màn hình sáng đẹp không ám. RAM 4GB, 64GB thôi. Camera sau 50 chấm, pin 5000, màn hình 6.5 inch, chip G35. Camera trước của con này là 16 chấm, màn hình cũng là màn hình đục lỗ, sáng đẹp không mám mố, không lạng liệt. Máy full chức năng, hai sim thẻ nhớ đầy đủ, nhận diện vân tay, nhận diện khuôn mặt đầy đủ ha, đầy đủ bảo mật cho mọi người. Đó, A55 thì con này bán cho mọi người giá là 1.700.000, bao ship cho mọi người ha. Thì cũng là máy trần thanh lý, cũng gán cường lực sẵn thôi, có sao bán vậy cho nó dễ. Tại mấy con này giờ phụ kiện vô nữa là hết lời. Đó, 1.700.000 bao ship cho mọi người toàn quốc nè. Oppo A55, ngoại hình 97-98%, full chức năng, hai sim thẻ nhớ đầy đủ. Rồi hôm nay em có hai cây máy đời cao nè. Cây này là Realme GT Neo 2T nha. Thì con này em bán là máy full box, nhưng mà box của Realme 8 nha mọi người. Tại bữa em mua sao em bán vậy thôi. Gồm có cáp sạc zin theo máy của Realme 8 với lại cây máy này. Em bán cho mọi người giá là 3.450.000. Realme GT Neo 2T, máy nguyên zin 100%, ngoại hình cả 98%. Mặt lưng sau còn đẹp lắm, cung viền à, ok, không cứng móp ha. Con này là tặng cho mọi người hai ốp lưng dán cường lực đầy đủ ha. Realme GT Neo 2T, RAM 8GB cộng 8GB là RAM được 16GB mọi người. Bộ nhớ trong 128GB, màn hình con này là Super AMOLED 6.43 inch Full HD, màn hình đẹp keng không ám. Tần số quét màn hình 120Hz, chip Dimensity 1200, camera 64 chấm, pin con này 4500.
Camera trước của nó là 16 chấm, máy cũng full chức năng, hai sim thẻ nhớ đầy đủ luôn ha. Đầy đủ chức năng cho mọi người, 120Hz tần số quét nha. Đây. Tốc độ làm tươi màn hình 120Hz. Dimensity 1200, nó mang ngang với lại Snapdragon đó mọi người. Snapdragon 865 á. Giá là 3.450.000 là đầy đủ cho mọi người. Ốp lưng dán cường lực, bao ship, phụ kiện là gồm có cáp sạc hai ốp lưng luôn ha. GT Neo 2T 3.450k, bao ship, máy zin, ngoại hình còn đẹp cỡ 97-98%, lưng còn đẹp, con viền cỡ 97-98%. Đó. Giờ tiếp theo con máy nái này giới thiệu cũng hai lần rồi. Boco F3, máy chính hãng, mắt option, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, ngoại hình cỡ 95%, đã bọc BBF nguyên cây nha mọi người. Đã bọc keo nguyên cây. Đó. Tặng kèm ốp lưng, dán cường lực, bao ship luôn. Boco F3, RAM 8GB, bộ nhớ 256GB, đã cập nhật hết tất cả các phần mềm có thể rồi nha mọi người. MIUI 14 trên nền Android 13, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, chạy chip Snapdragon 870 5G. Con này có 5G nha quý vị. Con này là máy chính hãng vẫn xài 5G bình thường. Màn hình con này là 6,67 inch cũng tần số quét 120Hz. Camera sau 48 chấm, camera trước 20 chấm. Pin con này là 4000, cũng 2 SIM, 256GB bộ nhớ trong. Full chức năng, màn hình là màn hình zin đẹp keng, không một vết ám, không một vết ố nha. Máy full chức năng, loa kép trên dưới luôn. Giá bán là 3.990k, bao ship toàn quốc. Loa dưới nè, loa trên, hai loa trên dưới. Có cảm biến hồng ngoại để điều khiển các thiết bị từ xa ở trong nhà luôn nha mọi người. Tại con này là Xiaomi, giá rẻ, cấu hình cao. Nó là của thương hiệu Boco, nhưng thực tế nó vẫn là thương hiệu của Xiaomi nha mọi người. Rồi ok ha, hôm nay chỉ có một số máy giới thiệu cho mọi người thôi. Nếu anh chị có nhu cầu mua hàng gọi trực tiếp giúp em thông qua số điện thoại này ha. Em đang hiện trên màn hình. Đây, số của em 0767347340. Rồi cảm ơn mọi người xem video của em, hẹn mọi người ở video sau.